Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm vitamin 5B with do Thảo Dược Thanh Hàng sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về vitamin 5b with cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm vitamin 5b with có thành phần là vitamin b1 thiamin mononitrate 4mg, vitamin b2 riboflavin 5.1mg, vitamin b5 5mg, vitamin b6 pyridoxine hcl 4mg. Vitamin B12, cyanocobalamin, 12 micrograms ginseng extract 20 mg, lecithin 5 mg, sáp ong trắng, dầu cọ, dầu đậu nành, gelatin, glycerin, nipazin, nipazone, etha vanillin, titan màu thực phẩm vừa đủ. Vitamin 5B with ginseng được bào chế dưới dạng viện. Vitamin 5B with ginseng mang lại cho người dùng công dụng, giúp bồi bổ sức khỏe, kích thích tiêu hóa ăn ngon miệng phòng suy dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, nâng cao thể lực, trí lực, tăng cường sinh lực trong các tình trạng suy nhược cơ thể, gây yếu, thiếu máu, mệt mỏi, chán ăn, suy sụp tinh thần, thời kỳ dưỡng bệnh sau phẫu thuật, hỗ trợ điều trị trong các bệnh mãn tính, sơ vữa động mạch, bệnh của người có tuổi, chân tay tê phù, đau dây thần kinh, căng thẳng quá độ, lo âu, làm việc trí óc. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người suy nhược cơ thể, gầy yếu thiếu máu, mệt mỏi, chán ăn, suy sụp tinh thần, thời kỳ dưỡng bệnh sau phẫu thuật, hỗ trợ điều trị trong các bệnh mãn tính, sơ vữa động mạch, bệnh của người có tuổi, chân tay tê phù, đau dây thần kinh, căng thẳng quá độ, lo âu, làm việc trí óc. Sản phẩm vitamin 5B with được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của vitamin 5B with được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, người lớn và trẻ trên 6 tuổi, ngày uống một viên chống chỉ định khi sử dụng vitamin 5B with ginseng, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng vitamin 5B with ginseng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm vitamin 5B with ginseng, đồng thời biết cách sử dụng vitamin 5B with ginseng sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.